Nhưng chào cô bác, anh chị em và các cháu. Hôm nay Nhiên nói về cái điểm nóng là 100.000 công nhân ở công ty Bình Dương phá rào. Nghe nghe người bạn bị nhiễm SARS-CoV-2 bắt đầu là phá rào và các bảo vệ là chịu bó tay. Mong sao 100.000 người ở mà phá rào tại công ty ở tỉnh Bình Dương á. Các anh, các chị, các cô, các bác, các em nghe được clip của tôi thì các anh chị nên tỉnh táo. Tại vì sao các anh chị thiếu nhận thức? Khi mà có một người bạn trong công ty mà có nhiễm SARS-CoV-2 đúng không? Thì các anh chị hoảng hốt, các anh chị không tỉnh táo, các anh chị hoảng hốt. Các anh chị hoảng hốt, các anh chị hả tung rào, tung lứ, dẫm đạp lẫn nhau rồi các anh chị phá rào chạy ra ngoài đường rồi để anh chị đi về phòng trọ đúng không? Rồi một anh số anh chị trốn về quê đúng không? Chính các 100.000 người tại công ty mà phá rào tại tỉnh Bình Dương đó, chính các anh chị đang hại cộng đồng và hại luôn các anh chị, hại gia đình các anh chị. Tại vì sao Nhiên nói các anh chị thiếu nhận thức? Bây giờ Nhiên giả sử các anh chị một số bây giờ 100.000 người trong công ty có một người nhiễm SARS-CoV-2 trong công ty đúng không? Mà các anh chị nghe là hoảng loạn. Trong khi các anh chị hoảng loạn, tại sao các anh chị không 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 bình tĩnh lại? Các anh chị thiếu nhận thức cho nên các anh chị mới hoảng loạn phá rào tung ra đường hoảng loạn 100.000 người như vậy. Đây. Đây Nhiên đưa cho cô bác anh chị xem đây. Đó. Đây. Nhiên đưa cho một chút cho bác anh chị xem. Đây. Đấy, có phải là các anh chị bà có phải các anh chị là không nhận thức, 100.000 công nhân này không nhận thức, nghe người bạn mình SARS-CoV-2 bắt đầu là tung rào á, mà quản lý rồi hả bảo vệ không mà giải thích cho các bạn tung rào, các bạn chạy tóm loạn ra đường. Các anh chị chạy có khỏi không? 100.000 người của các anh chị chạy ra ra khỏi, các anh chị chạy về nhà trọ khỏi không? Các anh chị chạy về với về gia đình của anh chị khỏi không? Tại sao các anh chị ở tỉnh Bình Dương rồi đi đã lên tới đó rồi, mình sống trên cái trên đó là người văn minh rồi, đã hiểu biết rồi, anh chị đâu phải là vùng sâu vùng xa đâu mà các anh chị không hiểu. Các anh chị sống ở tỉnh Bình Dương, văn minh nó hiện đại như vậy rồi, thời 4.0 rồi, tại sao các anh chị không nhận thức? Mà báo đài nhà nước đã thông báo hàng ngày và ngày xưa mình có làm trong công ty mình, hồi đó mình làm số 9 đường Tô Ký quận 12, mình cũng đi làm công nhân như các anh chị đó, hàng ngày cái lo đài hàng ngày đó, trong 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 công ty cũng có phát lo đài chị, mà tại sao mà các anh chị không nhận thức được? Anh chị nghĩ đi, các em mà bây giờ người bạn của một số người 100.000 công nhân đi, rồi có một người nhiễm trong đó đi, mà anh chị hôm mà nghe một người bạn của mình SARS-CoV-2 bắt đầu là cả công ty tán loạn lên như vậy, các anh chị sao tại sao mà nhận thức kém cỏi vậy? Anh chị nghĩ đi, bây giờ người bạn mình á đã nhiễm rồi đúng không, các anh chị chạy ra đường các anh chị có khỏi không, khỏi đi cách ly không? Thứ nhất các anh chị đi cách ly được nhà nước nè, công ty nè, được nhà nước công ty là sao mà lo cho các anh chị hết đúng không? Thì các anh chị ngồi yên đó, ngồi yên trong công ty đi, các anh chị có bị nhiễm đi
thì là bắt đầu là khoanh vùng gọn ghẽ ở tại trong công ty đó. Ừ, mình có nhiễm thì mình trong đây nhà nước công ty cùng nhau cùng cùng chung tay, cộng đồng cùng trong chung tay để cách ly chăm lo cho anh chị. Bây giờ anh chị mà chạy ra đi, anh chị chạy về nhà trọ đi, có phải anh chị lây trên đường đi mấy anh chị ghé mua cái gì, ghé mua mì gói, ghé mua ly nước, có phải là hại cái người bán nước mía nữa không? Rồi các anh chị chạy về bắt đầu xanh quanh cái người mà ở chung với anh chị đó, ở chung như cha mẹ anh chị nhà đâu có nhiễm đâu, các anh chị chạy về các anh chị lây thêm 50 người nữa, đúng chưa? Trong khi 50 người nhà anh chị bắt đầu 50 người nhà anh chị đầu chạy ra ngoài này, này ha, chạy ra đường múa này múa kia nhiễm thêm 50 người, 20 người nữa, rồi xong 20-30 người đó lon ra cả cộng đồng, các anh chị nghĩ sao vậy? Nhận thức của anh chị, mà các anh chị nghĩ đi, giờ một số anh chị ở ở tỉnh Bình Dương, ở 100.000 người ở trong tỉnh Bình Dương mà náo loạn đó, thì có một số người dân ở An Giang, đúng chưa? Chạy về An Giang thì anh chị nghĩ bây giờ một anh chị lỡ nhà trọ các anh chị đăng ký ABC nè, đúng không? Tên ABC, tôi Nguyễn Văn A nè, tôi ở tỉnh An Giang nè, tôi ngủ ở tỉnh An Giang nè, tôi thường trú ở tỉnh An Giang, xong rồi tôi lên tới tỉnh Bình Dương, tôi xin tạm trú, tôi làm tại công ty này, mà tại nhà trọ này, anh chị lên tạm trú tại đây, đúng không? Thì người ta lại điều tra cái lý lịch là giờ công ty anh chị đang làm, công ty mà anh chị đang phá gào đó, đúng không? Hồ sơ của anh chị đang ở tỉnh An Giang, đúng không? Biết anh chị làm công ty đó rồi, là biết ở nhà trọ đó rồi thì sao? Tra vô công ty là anh chị này làm trong công ty này, ở nhà trọ này, bắt đầu tra ra anh chị ABC này làm công ty đó, ở địa chỉ ở tỉnh An Giang, số nhà mấy ha, ở ấp nào, tổ nào, thì sao? Công an tỉnh Bình Dương gọi về cho công an tỉnh An Giang, tỉnh An Giang mới gọi về cho huyện của anh chị đang ở, rồi xong gọi về xã cho các anh chị, rồi bắt đầu từ công an xã, huyện, đồ ngồi tại nhà các anh chị rồi. Các anh chị có về tỉnh An Giang chăng nữa, các anh chị cũng không có thoát khỏi cách ly. Có phải là anh chị đi ra lây lan cạo cộng đồng không? Trong khi ở tỉnh Bình Dương các anh chị nè, chạy thoát khỏi đó rồi là anh chị F1 rồi. Cái thằng mà nhiễm đó đó, cái người mà nhiễm bạn của các anh chị đó, nhiễm đó, là F0, anh chị là F1 rồi. Đó, anh chị đâu đã lây rồi, đúng không? Chạy về lây cho gia đình anh chị, rồi lây vô do cộng đồng xanh bên ngoài, rồi xong chạy về trên đường từ trên Bình Dương về đây 400-500 cây, anh chị bây giờ thử nghĩ 400-500 cây đó, anh chị không có nghỉ ngơi là ăn uống không hả? Anh chị không nghỉ ngơi là ăn uống mà đi tiêu tiểu không, đúng chưa? Khi mà về ăn uống rồi là anh chị nghỉ ghé vô mua nước mía ăn uống trên đường, anh chị lây người ta một mớ nữa rồi chơi, mà cái anh chị lây người ta một mớ rồi cái người bán nước mía bán đồ ăn cho anh chị đầu lây ra cộng đồng nữa. Tại sao anh chị thiếu nhận thức vậy? Cái tội của anh chị làm như vậy đó, khi mà truy cứu cái hình sự anh chị ở tù từ 12 năm. Tại vì hàng ngày đài truyền thanh của công ty đã thông báo ra những người mà cố tình mà gây mà đã biết nhiễm SARS-CoV-2 mà không ở đâu mà không yên ở đó để mà lây ra cộng đồng, tội đó là tội tra cứu về mà truy cứu về hình sự, chứ đừng có nói mà anh chị mà chạy trốn thoát. Cho nên là chính tôi, là bản thân tôi đi qua xứ khác tôi làm ăn, tôi ở huyện khác, tôi qua huyện khác tôi làm ăn. À, gần cả tháng nay tôi không về nhà, tôi rất là nhớ nhà mà tôi còn không đi về nhà tôi nữa. Ở đâu tôi ở đó. Tại sao tôi đâu biết trên đường tôi đi về, tôi là người không có nhiễm, ở chỗ này tôi không nhiễm mà tôi không biết đâu trên đường tôi đi về. Vô tình tôi gặp một người như một số người như anh chị đi, đúng không? Đi chung chuyến phà với tôi đi, tôi đâu biết. Tôi đứng gần rồi mấy anh chị rồi để lây cho tôi đâu biết đâu. Trên phà tôi đi qua phà đi, đúng không? Rồi trên đường mấy anh chị cũng qua phà về chung với tôi đi, là mấy anh chị lây mẹ nguyên chiếc phà đó rồi. Rồi nguyên chiếc phà đó lây ra cả cộng đồng rồi, cho nên tôi nói tôi có nhớ nhà, tôi vẫn ngồi yên một chỗ, qua dịch này tôi về nhà, tôi nén cái nhớ nhà xuống, tôi cũng phải về nhà. Tại sao các anh chị không nhận thức được hằng ngày chính phủ, đảng, nhà nước, từ cơ quan công an ở địa phương rồi trong công ty ra thông báo hằng ngày có nhiễm các anh chị ở đâu ngồi yên đó. Tại sao anh chị thiếu nhận thức mà để ồn ào mà chạy ra vậy? Rồi sau này anh chị nghĩ đi, rồi công ty đuổi việc những người thiếu nhận thức như anh chị đi, rồi anh chị có lý lịch gì, anh chị cầm cái hồ sơ anh chị đi xin việc ở đâu? Rồi nói sao? Tôi đi bị thất nghiệp. Thất nghiệp không là anh chị là cái người thiếu nhận thức đó. Cho nên á, Nhiên á, mong sao qua cái clip này, một tin nóng của những người 100.000 công nhân này mà để phá rào đây, là một cái bài học cho những cái công ty khác. Các bạn mà nghe được cái clip của tôi thì các bạn nên á, có người bệnh của công ty, trong công ty mình, các anh chị cứ ngồi im đó. Người im bịt khẩu trang bình thường đó, không có gì phải sợ. Để đó,
mình đi cách ly, đảng nhà nước lo cho mình, công ty hợp tác lo cho mình, mà trên đất nước mình toàn cứu người, không có đất nước mình có bao giờ để chết người không hả anh chị? Chết người là những người nước ngoài đi về trị bệnh, rồi những người già yếu có bệnh tật sẵn. Còn anh chị là công ty, con làm công nhân, anh chị bệnh khỏe có cái gì đâu, có nhà nước lo, rồi anh chị làm gì mà phải bung rào xé rào dẫm đạp lẫn nhau vậy? Sao anh chị ở công ty mà ở trên Bình Dương mà anh chị thiếu nhận thức như vậy? Tôi rất là buồn cho anh chị đã hàng ngày trên đất nước mình, đảng nhà nước ta hả, các cơ sở, các lo công an hả, mà thị trấn rồi xã phường đã thông báo hàng ngày nói rồi, chúng ta ở đâu ở yên đó, dù xanh quanh ta có những người dịch mà nhiễm SARS-CoV-2, chúng ta có mà có bị nhiễm đi chăng nữa, chúng ta phải ngồi yên ở nhà, chúng ta không bình tĩnh ở nhà rồi báo, cầm máy lên báo cho mà công an địa phương để mà hỗ trợ chúng ta, để chúng ta đi cách ly để làm chi, đừng có lây nhiễm ở cộng đồng. Đó là sao? Đó là giúp cho những người gia đình mình và những người xung quanh mình, giúp cho xã hội, giúp cho đất nước mình được yên ổn. Còn ngày chính các anh chị làm như vậy, các anh chị đang gì không? Đang làm, đang gánh nặng cho đất nước, gánh nặng cho những anh, những chiến sĩ công an. Anh biết chị biết không? Anh chị buông ra nghe nói anh chị hoảng loạn. Anh chị có biết là những người đầu ngành cực khổ lắm không? Anh chị thử đi vô đi, tôi đưa anh chị mặc cái bộ đồ bảo hộ đi, rồi anh chị mặc cái bộ đồ công an đi, rồi anh chị đi chi vết từ F0 người F1, rồi F2, F3 đi, anh chị nghỉ đi, rồi anh chị không ăn không ngủ đi. Chưa anh chị làm công nhân, chưa anh chị còn được chợp mắt. Công an hiện nay bây giờ, bác sĩ bây giờ, công an hiện nay giờ làm việc 100%, trực chiến 100%, làm việc 100% luôn. Anh chị có biết cực khổ lắm không? Cho nên á, Nhiên mới nói như vậy, mong sao cô bác anh chị em mà 100.000 công nhân tại công ty tỉnh Bình Dương mà tung gào đó, phá gào đó, các anh chị nhận thức kém. Khi mà nghe xem được cái clip của tôi, các anh chị nên đến với công an, là các anh chị từng làm việc tại công ty đó, anh chị đến thẳng cơ quan công an, đến trạm y tế nơi gần nhất của các anh chị đang tung gào phá gào, anh đi chị vô thẳng nơi đó để khai báo y tế, để cho mà những người đầu ngành công an rồi giờ đưa các anh chị đến đó để mà test xét nghiệm mà sát COVID-2 của anh chị có bị là nhiễm hay không. Nếu anh chị không có mà test á, mà anh chị đi chưa biết kết quả mà anh chị chạy đi ra cộng đồng như vậy thì sẽ lây lan những người xung quanh các anh chị, bà con dòng họ, rồi lây lan cho những cộng đồng, cho những cái người ta nghèo khổ, người ta đứng bán nước mía cho anh chị uống đi. Anh chị phải đang mà để cho những người mà như anh chị là mà không có ý thức là bắt đầu là nhiễm như vậy, để cho thiệt hại cho những bà con nghèo không? Hiện nay giờ đất nước của mình đang gồng gánh cái bệnh COVID-2 này á, anh chị biết không? Y bác sĩ công an rất là cực khổ lắm anh chị, trực chiến 100%, đi chi vết từ F0 là như anh chị là F1 rồi đó. Anh chị F1 là đầu quay ngang, anh chị lây những người khác là thành F0 nữa, rồi lây F2, F3, F4 rồi, thành ra một cái ổ dịch nó rất là to anh chị biết không? Thà đi cứu một người hơn đi cứu 100 người. Anh chị làm lây với cứu mà nó lan ra tới 100 người, anh chị một mình anh chị. Mình sống mình phải cho đất nước, mình sống phải hy sinh cho những người xung quanh, mình phải biết cho những người xung quanh. Đó là gì, là cách sống. Còn mà anh chị mà sống mà kiểu hèn nhát, sống mà sợ chết như vậy, sợ mà hèn nhát cái kiểu như vậy là chính anh chị đang hại anh chị, hại cả gia đình anh chị, hại những người xung quanh, là hại cho đất nước của mình bị suy sụp kinh tế, rồi bọn phản động lợi dụng đó, thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng đó, rồi sao để mà nó kích động để cho anh chị hả, để mà đi lan tràn ra, để đất nước ta suy sụp kinh tế. Có phải đất nước chúng ta bị bọn phản động, cái bọn giặc ngoại xâm nó phá hoại đất nước của chúng ta không? Anh chị được yên ổn hay không? Rồi những người xung quanh gia đình anh chị yên ổn không? Anh chị là cái người đang phá hoại đất nước đó. Mong sao những người mà nghe được clip của tôi, các anh chị phải tỉnh táo là đi đến cơ quan y tế khai gần nhất, khai báo y tế. Không anh chị mà có đi về quê hay là về phòng trọ, cũng bắt anh chị đi khai báo y tế, cũng đi test xét nghiệm các anh chị thôi, cũng đưa anh chị đi cách ly thôi. Anh chị thay vì anh chị tại công ty, anh chị mà ở trong công ty đi cách ly riêng biệt anh chị, bây giờ anh chị đang đi lan cái tùm lum cộng đồng hết trơn rồi hả, các anh chiến sĩ công an hết đi chi các vết của anh chị đi,
anh chị đi tới đâu á là cái nào chi vết của anh chị đi tới đó, rồi điện cho các tỉnh, anh chị đi về tỉnh, đi từ trên Bình Dương về ghé ở Tiền Giang đi, rồi anh chị ăn nước mía, uống nước mía tại quán đó đi, cái quán ở trên đường đi, rồi cái người nhiễm đó người ta không biết, ta lây cho chồng cho con người ta, rồi chồng con người ta đi hàng xóm hay là đi mua gì đó rồi lây cho người khác nữa. Cho nên á, mong sao những người mà tung gào, 100.000 người mà đang tung gào ở tỉnh Bình Dương đó, các anh chị ở tỉnh nào anh chị về tỉnh đó, thì ở tỉnh Bình Dương công an an ninh ở tỉnh Bình Dương đã nắm rõ tình hình, anh rõ tên tuổi anh chị đã tạm vắng tạm trú ở đó rồi, thì các anh chị không có ở phòng trọ ở đó đúng không, các anh chị mà không có phòng ở phòng trọ đó thì người ta điện thẳng về tỉnh của anh chị. Thế giờ anh chị là tôi ở tỉnh An Giang, tôi lên tôi làm việc ở tỉnh Bình Dương rồi đúng không, trong 2-3 ngày mà tôi làm ở tỉnh Bình Dương mà tôi làm tại tôi ở nhà trọ này, tôi làm công ty đó nè, mà trong khi đi lại biết anh chị lại cái nhà trọ này mà không có anh chị là anh chị làm công ty đó là mà không có anh chị từ sáng tới chiều đâu, ta gọi điện về công an tỉnh thôi. Ừ, tên ABB Thái Ngọc Nhiên đang làm tại đang thuê nhà trọ làm công ty đó mà bây giờ trốn khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương rồi, công an tỉnh Bình Dương hay quản lý đó. Tôi có về đây, tôi chưa về tới đây nữa là công an đã ngồi tại nhà tôi trực chiến 100% để chờ tôi về là bắt tôi đi cách ly để đi xét nghiệm rồi. Các anh chị sao khờ vậy, các anh chị có khỏi được không, thoát được không đó. Cho nên là tôi giải thích cho các anh chị được biết là anh chị đi tới đâu, bất cứ anh chị có đi tông gào đi chăng nữa của anh chị có không khó thoát khỏi mà tay mắt của công an an ninh quản lý các anh chị. Các anh chị đi ra như vậy các anh chị lây nhiễm cộng đồng nữa, các anh chị chính các anh chị hại làm khổ cho người dân của chúng ta, mà trong nước mình là chị bệnh cho các anh chị là như anh chị làm công ty có bảo hiểm đâu lo hết trơn rồi, có gì đâu mà anh chị phải lo phải sợ. Ở trong nước mình chị bệnh là sách Covid-2 là cả thế giới được còn công nhận, là đất nước mình chị bệnh cho người dân tốt mà đúng không. Vậy đó, gửi cho các 100.000 công nhân ở tỉnh Bình Dương nha, nghe được tin này các anh chị hãy tĩnh tâm, tỉnh táo, bình tĩnh, không có gì phải lo, mình đi cách ly có công ty lo, có đảng nhà nước cùng với công ty lo cho mình, nên mình ở đâu mình ở yên đó, đừng để lây ra cộng đồng. Các anh chị lỡ có ra ngoài rồi thì anh chị phải đi khai báo y tế nơi gần nhất của anh chị, đừng đi nữa. Các anh chị càng đi nó càng lan tỏa, thành ra cả nước chúng ta bùng dịch lên. Bây giờ chú anh chị nên đừng tỉnh táo lại, bình tĩnh lại. Giờ anh chị lỡ bước ra rồi nên khai báo y tế, còn anh chị mà làm lan tỏa ra nữa thì anh chị sao, bị phạt tù hình sự từ 12 năm đó anh chị. Đó, nhưng gửi đến một số anh mà anh chị trên tỉnh Bình Dương mà tông rào ra đó. Nhưng chào cô bác anh chị em và các cháu, chúc cô bác anh chị em và các cháu hạnh phúc vui vẻ. Trong mùa Covid này, dù cỡ nào chúng ta cũng phải vượt qua cái mùa Covid này nha. Nhiên bán heo quay đó cô bác anh chị, dẫn ra chợ bịt khẩu trang, chỗ Nhiên không có bùng phát ở An Giang, nhưng mà cái huyện của Nhiên chưa có bùng phát lên, không có bị nhiễm. Xin chào cô bác anh chị.